Tài xin chào các bạn và quý cô chú anh chị đang xem kênh nha. Rất vui khi mọi người đã quay trở lại với Tài trong video ngày hôm nay. Hiện tại thì Tài đang có mặt tại một bên An Thới nha cô chú anh chị. Ở đây là An Thới, thì Tài chuẩn bị đi đến một cái địa danh có tên gọi là Bãi Ship, nhưng mà Tài cũng không biết đường đi nữa, cho nên là bây giờ Tài sẽ đi đến đâu thì Tài sẽ hỏi người dân ở đây nha. Rồi bây giờ mời cô chú anh chị hãy theo chân Tài đi tìm Bãi Ship nha. Đây là khu vực cổng chào của An Thới nha cô chú anh chị. Sáng thì Phú Quốc có một cơn mưa cho nên là trời cũng khá là còn là âm u với cô chú anh chị. Theo tuyến đường này thì mọi người có thể đi ngang đường chợ An Thới luôn nha, nhưng mà Tài hôm nay Tài sẽ đi tìm Bãi Ship, một cái địa danh và chỗ đó nghe đồn mọi người hay nói chỗ đó có rất nhiều cái cảng tàu á, cảng tàu cá là lên cá tôm thì rất nhiều luôn. Tài hôm nay muốn xuống đó quay cho mọi người cùng xem. Đây Tài vừa băng ngang qua một cái trạm y tế nha cô chú anh chị. Mắc cười hồi nãy Tài vừa đến An Thới thì có một cái người anh chạy lại hỏi xem trạm y tế An Thới ở đâu mà Tài cũng không biết nữa. Bây giờ vừa mới đi ngang qua cô chú anh chị. Phường An Thới là một cái phường lớn thứ hai sau phường An Đông, phường Dương Đông. Thì phường Dương Đông là trung tâm của thành phố Phú Quốc luôn nha cô chú anh chị. Rồi cô chú ơi, hiện tại giờ Tài đang đi ngang qua chợ An Thới nha cô chú. Đây là không khí buổi sáng tại chợ An Thới, rất là đông vui. Bên tay trái của chú anh chị đó là nhà lồng chợ An Thới cũ. Rất là cổ xưa, có một cái nét gì đó rất là xưa cô chú. Những cái mái tôn đã sét hết rồi. Đường xá rất là đông đúc ha cô chú anh chị. Tuy là một cái phường nhỏ sau phường Dương Đông nhưng mà phường An Thới rất là sung túc. Hiện tại thì Tài đang đến một cái ngã tư rồi. Rẽ bên tay trái thì đi về cảng An Thới, còn đi thẳng là Tài không biết đi đâu. Nhưng bây giờ Tài sẽ rẽ bên tay phải nha. Theo mình được biết thì Bãi Ship sẽ nằm bên ven con đường này, nhưng mà Tài không biết địa điểm ở đâu. Tài sẽ hỏi người dân nha cô chú anh chị. Vào đây thì tuyến đường cũng là nhỏ hơn một chút xíu. Tiếp tục là một cái ngã ba, nhưng mà Tài sẽ đi thẳng nha cô chú. Mong là ngày hôm nay thuận lợi, Tài có thể hỏi cái người dân sẽ chỉ đúng luôn tại ga luôn à. Tài đã từng xem video của những người bạn xuống Bãi Ship nhưng mà vẫn chưa biết đường đi. Thì Bãi Ship nó nằm sau một cái dãy núi của chú anh chị. Hiện tại thì Tài đang đi thấy một cái dãy núi nhỏ nhỏ phía trước cô chú, mà không biết có phải đường này hay không nữa. Mà tới đoạn đường này thì mình thấy dân cư ít lại nè cô chú anh chị. Chắc Tài phải hỏi đường quá cô chú ơi. Đường này rất là ít người luôn. Anh ơi cho em hỏi cái đường nào mình đi xuống Bãi Ship với anh? Dưới đó nè. Rồi cảm ơn anh. Quay lại mọi người ơi.
phải xếp nằm hướng này nè. Vậy là đúng rồi mọi người, nó nằm sau một cái dãy núi. Thay vì mình rẽ trái thì lúc nãy thì Tài phải rẽ phải thì đi xuống đây luôn rồi. Ô mọi người, trên đó là cáp treo đó mọi người. Cáp treo Hòn Thơm đó đang hoạt động nha, đang đi đó mọi người. Wow, chỗ này là có một cái đoạn dốc nè cô chú anh chị, mình nghĩ là đúng rồi đó. Có phải đoạn đường này không ta? Sao trở lại chỗ cũ rồi? Bãi ship nằm ở đâu ta? Hình như là có một mấy con hẻm dưới này nè cô chú ơi, có mấy cái hẻm xuống này nè. Hình như là cái video mình xem của những người bạn của mình này thì bãi ship nó có thể nhìn thấy được cáp treo luôn, cái trụ cáp treo á. Hình như đường này cô chú ơi. Đúng rồi cô chú anh chị ơi, đúng rồi đường này rồi. Đúng rồi cô chú ơi. Cái Tài đậu xe nha cô chú. Đúng rồi cô chú anh chị, thì đây chính là bãi ship nè. Dưới này người ta đậu rất là nhiều tàu thuyền đánh cá nho nhỏ và lớn cũng có nữa. Và rất là nhiều luôn cô chú anh chị ơi. Thì trên đó cô chú có thể thấy được cái trụ cáp treo Hòn Thơm luôn đó. Trên đó là địa Trung Hải đó cô chú anh chị. Rất là nhiều ghe tàu luôn. Giờ tao sẽ bước xuống này đi cho quay cho cô chú anh chị xem nha. Có vẻ như hôm nay thì Tài xuống hơi trễ rồi, không thấy được cảnh lên cá của người dân ở đây rồi. Tài còn nghe đâu thì bãi ship này còn chia thành một bãi ship lớn và bãi ship nhỏ nữa, mà không biết bây giờ Tài đang đứng ở bãi ship nào. Nhưng mà mình thấy ở đây đậu rất là nhiều ghe tàu, mình nghĩ là chắc đang ở bãi ship lớn đó cô chú anh chị. Hôm nay thì trời cũng khá là nhiều mây cô chú anh chị ơi. Sáng thì Phú Quốc mới mưa một cơn mưa rất là lớn. Bên đó là đậu những cái chiếc tàu đưa cô chú đến các hòn á, như là Hòn Thơm rồi Hòn Mây Rút gì trong Hòn Gầm Ghì này kia đó cô chú anh chị. Cái này là cô đưa đi các hòn ở đâu cô? Cái kia ha. Dạ. Dạ chào con, quay trong này à. Dạ. Đó cô chú anh chị có muốn đi đến ra ngoài kia thì có thể là thuê chiếc xuồng này để đưa cô chú ra ngoài. Nhưng mà hôm nay thì Tài chỉ quay vòng vòng trong khu bãi ship này thôi. Tại cũng chưa có ý định ra ngoài nha cô chú anh chị. Wow. Cô chú anh chị thấy gì không? Dịch thì Tài thấy nuôi trong
nước ngọt đất liền thôi. Giờ vịt vịt nuôi ngoài biển luôn, bơi bơi ngoài biển là cô chú anh chị. Đây là những con vịt mà người dân ở đây nuôi, nó bơi vào ngoài biển luôn á. Hiện tại có rất là nhiều chiếc tàu đậu bên đó luôn. Ôi cáp treo hồi nãy thấy nó chạy và nó ngưng chạy cô chú anh chị, chắc là đang đợi khách bên bến trong cách trong nhà chờ cáp treo cô chú, nó ngưng chạy rồi. Trước thì tài xem video thì thấy cái cảnh mà lên cá rất là nhộn nhịp, nhưng mà hôm nay tại sao ra không thấy rồi. Chắc cái khu vực này chắc chắn là tài sẽ quay một lần, một ngày nào đó tài sẽ quay lại tiếp tục trong một cái khung giờ lên cá để quay cho cô chú anh chị xem nha. Hình như là bên kia là cái ụ lên cá của chú anh chị, mà thấy như cô chú anh chị bên kia đã lên hết trơn rồi. Có một người anh đang sửa máy cano. Chắc tại nghĩ bên đó là cái khu vực mà người dân lên cá của chú anh chị. Mà tại hôm nay đi hơi trễ rồi, không biết có mưa hay không đây. Rất hợp là cô chú anh chị ơi, giờ ta sẽ quay lại nhà giữ xe nha. Thôi chắc Tài xin kết thúc video của Tài tại đây. Ông cô chú anh chị, hôm nay là một cái video về tìm đến bãi ship. Thì Tài cũng đã đến rồi, nhưng mà có một điều không được vui cho lắm, tại vì hôm nay trời rất là nhiều mây và đi hơi trễ, cho nên là cũng không thấy được cảnh bà con người dân ở đảo Quốc khu vực An Thới này lên cá như thế nào. Nên bây giờ Tài sẽ quay trở lại nha cô chú anh chị. Hẹn cô chú anh chị xong những cái video tiếp theo của Tài.